Ngày 6 tháng 3 năm 2014, Công an Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Hồng Phước, 22 tuổi, thường trú tại thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi giả danh cán bộ lãnh đạo nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô, Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thuộc Bộ Công an do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, đang được xây dựng tại thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Biết người dân địa phương có nhu cầu tìm việc làm nên Phước đã giả danh giám đốc nhân sự tại nhà nghỉ dưỡng. Bằng cách này, Phước đã lừa gạt nhiều người, trong đó có cả bạn học của mình, đưa tiền cho Phước mong có việc làm tại đây. Tình cờ hỏi là bên đó con tuyển không thì được Phước giới thiệu là cứ đưa con tuyển và đưa hồ sơ xem. Thì Phước có nói là nộp hồ sơ và nộp tiền viên chức này nó đồng phục, tổng cộng lại là 13 triệu 900. Quá bình ngân thôi, bình ngân bạn bè cũng xin việc bên Phước rồi. Phước nói là đây là thân vì ngân nên chỉ mà giúp đỡ thế mình dùng nữa thôi chứ cũng giúp cho ai hết mô. Đưa hồ sơ cho Phước, Phước yêu cầu là nếu mà vô được là 20 triệu. Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014, tôi đã nhận 21 bộ hồ sơ và tổng số tiền là 115 triệu. Tại cơ quan điều tra công an huyện Phú Lộc, Phước khai nhận trước kia làm phụ hồ tại nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô, thấy công việc vất vả nên bỏ. Túng tiền tiêu, Phước nghĩ ra chiêu lừa đảo trên. Phước đã làm giả nhiều giấy tờ như thẻ giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự, lý lịch viên chức, thẻ viên chức của người xin việc. Tính đến khi bị bắt, Phước đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân, người ít nhất là 2 triệu đồng, người nhiều nhất gần 30 triệu đồng, với lời hứa nhận vào làm việc tại khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, Bộ Công an. Hiện cơ quan công an điều tra huyện Phú Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Hồng Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng.